về. Vâng. Vâng, còn tiếp theo chương trình thì tôi sẽ nhường tiết mục các cái chương trình chính cho bên tổ chức sự kiện. Và cũng rất mong các anh em hôm nay tham gia nhiệt tình và tham gia vui vẻ để có một cái kỳ nghỉ hết sức là ý nghĩa. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh những lời chia sẻ của anh cũng như là chương trình anh đưa ra. Thì chương trình của đoàn chúng ta buổi tối ngày hôm nay còn kéo rất dài, dài và dài hơn nữa. Với cái không khí như thế này thì anh chị em nhà mình hãy cháy hết mình. Và bây giờ em đồng xin mời tất cả các chị em từ Fuji đến từ công ty Fujitom, các chị hãy đứng dậy giúp cho em đồng ạ. Hãy bỏ những chiếc ghế ra đằng sau, hãy quây quần nắm tay nhau, đứng xung quanh khu vực, cái khu vực lửa trại của chúng ta. Lửa chưa nổi lên nhưng mà chúng ta tham gia vào một vài hoạt động nho nhỏ để chào mừng cho chúng ta đến với cái mảnh đất Quan Lạn. Xin mời tất cả anh chị đứng vòng xung quanh đây ạ. Đứng vòng xung quanh đây ạ. Không đứng ở khu vực giữa. Hãy bỏ những chiếc ghế ra hai bên và chúng ta hãy cùng nắm tay nhau. Những cái nắm tay tuy rất là nhỏ nhưng mà đầy ý nghĩa và tình cảm. Xin mời tất cả các anh các chị, chúng ta hãy đứng dậy, đẩy những chiếc ghế ra đằng sau và các anh các chị hãy nắm tay nhau tràn dài quanh cái khu vực sân khấu của chúng ta. Alo. Các anh chị ơi, những khu vực ghế ở gần khu vực